dựng lập nghiệp. Và từ giờ sau sẽ không dọn nữa, tại cái lỗi đó mắc rồi. Thế giới VPOP, một chương trình mà Quỳnh Anh và tất cả các anh em WePro đều mong đợi ngày hôm nay đã quay trở lại. Để đảm bảo cái yếu tố ánh sáng, mỹ thuật cũng như là thuận lợi cho các ca sĩ thì chúng tôi đã hợp tác với những cái nghệ sĩ make up và tạo mẫu tóc hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh trong suốt cái chương trình Thế giới VPOP lần này. Chúng tôi đã tập trung hơn 100% tinh thần trong những ngày vừa qua để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình. Ngoài ra có những ngày cao điểm thì chúng tôi đã làm việc 18/24 giờ. Em muốn biết, làm ơn cho biết tất cả các bạn sẽ được chạy như thế nào, đúng hay sai, mà nếu sai sai như thế nào. Chúng ta không được nghe sửa sai trong cái này. WePro có thể lỗ nhưng khán giả sẽ không lỗ. Để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình Thế giới VPOP thì chúng tôi đã liên hệ với những nhà cung cấp thiết bị có thể nói là hàng đầu VPOP hiện nay, cùng với những chuyên viên rất lành nghề và rất tâm huyết với nghề. Chúng tôi đã nhập về một số những cái phần mềm hiệu ứng kỳ xảo mới để phục vụ cho chương trình Thế giới VPOP lần này. One B đã có được ca khúc trong tay rồi, nhưng mà bây giờ thì chưa thể tiết lộ được với các bạn, tại vì One B đang trong thời gian tập luyện và chương trình cũng đang chuẩn bị cho cái tiết mục này thật đặc sắc. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả các nghệ sĩ, các nhạc sĩ và khán giả khi đến với show này đều được thỏa mãn. Chúng tôi mong muốn là sẽ có nhiều nhà sản xuất, nhiều cơ quan truyền thông và khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhạc trẻ. Hãy ủng hộ cho chương trình Thế giới VPOP. Hy vọng rằng tất cả tiết mục trong chương trình sẽ luôn mang đến cho các bạn những bất ngờ thú vị. Thế giới VPOP sẽ hoành tráng như thế nào, tất cả các bạn cùng chờ đón với chúng tôi nhé. Hy vọng là nhóm sẽ đem lại những phần biểu diễn thật hấp dẫn và thật sôi động đến với tất cả khán giả của Thế giới VPOP. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Thế giới VPOP nha. Thế giới VPOP là thế giới VPOP, thế giới VPOP là thế giới VPOP. Yeah.